Nói sơ qua cho bạn biết là mục tiêu mình, nếu bạn mình chế luôn nhá. Tại sao vậy? Hai cái loa này bản chất là mua là về là hai cái loa này là nó là một đôi này, hỏng một cái này, cái loa này là khác, hai cái loa này hai tần số khác nhau. Bây giờ mình yêu cầu của mình là loa kiểm âm, mà các bạn không làm loa kiểm âm thì bạn loa làm nghe nhạc, loa nghe nhạc cũng được. Bạn làm hai cái loa này, thằng này á từ 800 Hz cho đến, sau khi mình đã lựa chọn rất là kỹ càng nhé, thì con này kiểm âm rất là ngon luôn. Về chuyện là kiểm âm bass, tại vì cái loa này là không phải là loa bass mà là loa chung, loa chung nhưng mà là loa chung thì cái giọng người hàng người nói là gọi là mic bass bạn ạ. Thằng này rất là vừa đẹp luôn, về kiểm âm 800 Hz đến 3 kHz, còn thằng này á phải đến 6 kHz. Thì bây giờ bạn muốn nghe hay thì bạn phải ghép hai cái giải tần lại với nhau. Thế bây giờ mình tiến hành ok luôn, bởi vì mình làm bên âm nhạc của bạn, mình cần loa chế loa kiểu âm và sẽ có hai nấc luôn, sẽ ghép vào một cái hộp như này. Đây, bây giờ hôm nay là ban ngày bạn ạ, đấy đấy nó là như thế, nó rất là cũ đất luôn đúng không? Cái loại này kiếm đâu ra mà, chỉ cần dùng một cái bút bi thôi bạn ạ. Ồ, cái tu viết siêu đẳng cấp của mình đâu nhỉ? Này thì dùng siêu đẳng cấp tu viết thì mới làm được. Ồ, rách rồi thì thôi. Đấy, nó cũng nhỏ đúng không? Nhưng mà tần số nó chưa đến 1 kHz đến 3 kHz đó bạn ạ, mà mình khá là ưng ý để mà kiểm âm. Vốn dĩ là nó như thế này đấy. Bây giờ mình tháo một mình cái rời ra thì sao, mình sẽ không lắp được vào cái chỗ trống như thế này đâu. Mình sẽ phải thiết kế làm sao nó vào đây này, nó vào đây này. Nó hơi rộng. Nếu mình bỏ như thế này thì sao ta? Có ổn không nhỉ? Cái vấn đề là còn cái này nữa cơ mà. Cái này thì bỏ làm sao? Mình quyết định đầu tiên mình tháo cái này ra đã, mình tính sau nha. Như vậy là mình đã tháo tung hết ra rồi. Và sau khi suy ngẫm vào đây. Đấy, vào đây. Bây giờ mình lắp cái này. Có thể mình sẽ lắp được cái này cái mặt mặt đằng trước đúng không bạn? Là cái thứ nhất. Và cái loa này á có thể sẽ lắp vào đằng sau đây, cái ô này. Nhưng mà sau khi mình suy xét á thì mình thấy cái hộp này nói gì nói, mình có thể thiết kế sang cái hộp này mà nhỏ nhặn ngắn hơn. Con loa này bị chết còn đâu, chết lăn quay mình mới tháo thì mình sửa, chứ đang sống thì mình nói làm gì. Bây giờ chỉ cần tách một đường sợi của nó ra là bạn sẽ biết là nó sống hay chết. Đấy, mình phải kiếm một con loa khác. Hiện tại là mình chưa kiếm một con loa nào ưng ý cả. Một con loa này thảo mà mình vừa mới khoét được một cái hốc như thế này nha. Ốc này để nhét USB như vậy, chứ nghĩa là bên đây phải khoét một cái này, tận dụng cái nó vặn, khoét một cái nút, thò ngón tay vào đồng vặn. Nó thật là ngon lành bạn ạ, chưa từng thấy cái gì mà ngon lành như thế này, vì nó đã được bảo vệ một cái lớp cái hốc bên ngoài rồi đó. Mài chỗ đây thì khí này, đang ngon lành cành đào đó chị. Bây giờ mình sẽ lắp loa này vào đây, cần một cái lỗ hổng như thế này thôi có được không đó, hay là cho hơn tí, to hơn tí nữa đi nha, to hơn tí nữa cũng được mà, vấn đề gì đâu. Đây
xiên được ạ. Ok, như vậy là đã xong, chỉ cần nhét cái này ngược trở lại là có một cái loa nó bắn ra ngoài. Bây giờ mình đấu tạm như thế này nha, hai tạm hai cái ốc, ở đây có 4 cái ốc rồi, vặn tạm hai đi. Rồi, cái này đã cắt như thế này rồi, cho nó vào đây như này. Đấy, nhưng mà dây cổ cho nó luồn trước đi chứ. Đấy, cuối cùng là nó sẽ ra như thế nào. Ở đây vẫn đủ hai ốc nha, ở đây vẫn nút vẫn vặn rất là bình thường nha, led vẫn có nha. Đây là một mớ dây ra nha. Màn loa này bị chết thì bạn cũng phải lắp vào để cho nó cộng hưởng, và thêm một loa này nữa, cuối cùng đóng vào thì nó sẽ như thế này bạn. Để mình xem còn vướng cái gì không, là còn vướng tí chút à. Mình vừa mới chỉnh lại xong này. Đây, mình chỉnh lại cái đường này nó cho nó hơi khuyết lên trên đây tí, nhưng mà ở đây vẫn vặn được này. Đấy, tại vì ở đây là vướng cái chỗ đây, vướng cái cọc đây. Âm thanh nó sẽ chạy vòng xuống dưới gầm này, sau nó lại chui lên đây. Và cuối cùng nó chui lên đây, sau đó thì nó sẽ chui vào đây. Nó sẽ chui vào cái ống này và thoát qua cửa sổ đây. Đương nhiên là thiết kế như thế này sẽ bị tăng bát này bạn này. Loa sẽ bị được tăng bát này 100% luôn này. Đấy, bây giờ mình lắp vào, sơn nó lên là ok. Ở trong này thì phải kết nối với hai cái loa, nếu như một loa hỏng thì vẫn để ở đấy để kiếm một cái loa khác để thay vào, hoặc là vẫn để đấy nó vẫn có tác dụng tăng bát các bạn. Còn một cái loa này bây giờ mình sẽ kết nối nó. Rồi, đã kết nối xong và bây giờ chỉ việc đậy lại thôi là ok. Cắm điện cái là cũng nó sáng ở đây luôn em nha. Mình mới vừa hát xong một tác phẩm này đó, mới vừa hát xong một tác phẩm nó không được ưng ý cho lắm nhưng cũng được. Xin chào, hẹn lại, gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Cái lưới này, sơn màu đen, chữ cái màu này không được ưng ý cho lắm.